Mongo đã mãn hạn tù, Mongo sẽ sống lương thiện. Đừng có nhiều lời. Trên đời mà sợ sệt thế. Thảo có nhớ vết thương này là do ai gây ra không? Chị uống nước đi ạ. Mày đến giờ đó cố với tao à? Mày vẫn yếu như xưa thôi. Lại đây. Thôi.
Mà cô ta bị làm sao vậy? Dạy cô ta về. Hoa Chu, chào mừng bạn đã trở về. Tốt như vậy. Làm gì? Hôm nay tao sẽ tha mạng cho chúng mày.